Chào mọi người, video clip kỳ duyên chay của mình ngày hôm nay quay trở lại. Mình sẽ hướng dẫn mọi người, các bạn một món ngó sen. Mình sẽ xào với đậu hũ. Giờ đây là ngó sen. Ngó sen khi tôi mua về thì mình sẽ ngâm ngâm qua nước chanh hoặc là giấm. Nó sẽ tươi hơn, nó sẽ trắng hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ cắt khúc ngó sen ra. Và ở đây là ngó sen mình đã trần qua dưới nước và chanh, nước sôi và chanh, và nó đã trắng. Mấy cái đen này là nó ở trên đầu của cái ngó sen, nó rất là ngọt. Rồi mình cho một cái chảo dầu nóng nha, dầu và hành nó đã nóng lên, chúng ta sẽ cho ngó sen vào. Và như mình đã nói, cái ngó sen này mình đã trần dưới nước rồi, mình đã trần dưới nước sôi và chanh, cho nên ngó sen của mình nó rất là trắng. Tiếp đó là mình sẽ cho một chút hạt nêm. Một ít bột ngọt. Và đây là đậu hũ cộng, đậu hũ chiên. Mình đã chiên cho giòn rồi. Giờ chúng ta tiếp tục cái để vô. Rất là ít thôi nha mọi người, chỉ dằn cái độ mặn của nó lại thôi. Bởi vì đây là ngó sen mình đã trần nước sôi rồi, cho nên chúng ta chỉ cần xào lên thêm khoảng chừng 5 phút nữa thôi thì ngó sen chúng ta sẽ ăn được. Mình cũng sẽ cho một chút xíu nước thôi. Và đậy nắp lại. Rồi, như vậy là nó sen của mình nó đã chín. Bếp thì mình cho ra dĩa nha. Xong mình sẽ có một dĩa ngó sen xào thật là ngon và đặc biệt. Ngó sen xào với đậu hũ này là một món đồ chay cũng rất là bổ dưỡng và tinh khiết. Là người ăn chay của chúng ta, ăn ngó sen cũng rất là tốt cho sức khỏe của mình nha các bạn. Mà nhất là đặc biệt là xào với đậu hũ. Rồi, đây là món ngó sen xào với đậu hũ của mình. Ngày hôm nay nó đã hoàn tất. Mời mọi người cùng thưởng thức một dĩa ngó sen chay xào với đậu hũ chiên. Chúc mọi người ngon miệng, một ngày mới an lành hạnh phúc. Chúc cho thế giới được hòa bình. Chúc cho nhân loại được đẩy lùi dịch bệnh qua mau. Và mọi người cùng bỏ ác theo thiện, làm những điều từ bi bác ái. Hãy hướng về nhân loại, hãy hướng về vì người khác. Đừng vì chính bản thân riêng của cá nhân của mình. Vì vậy mà ăn chay và từ bi bác ái là một trong những con đường để chúng ta tránh xa những cái bệnh tật, đẩy lùi đi bệnh tật của nhân loại đang bị gánh lấy. Nguyện cho bình an thế giới, mọi người được an lạc. A Di Đà Phật.